review câu chuyện Khu rừng mù khói được nằm trong cuốn truyện Thám hiểm vùng đất mới. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ review câu chuyện Dung dịch cải tạo thực vật được nằm trong cuốn truyện Thám hiểm vùng đất mới. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Và hôm nay mình sẽ review câu chuyện Điện thoại đặt hàng được nằm trong cuốn truyện Thám hiểm vùng đất mới. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Và hôm nay mình sẽ review câu chuyện Áo choàng gọi thú được nằm trong cuốn truyện Thám hiểm vùng đất mới. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Và hôm nay mình sẽ review câu chuyện Bánh thần trũng được nằm trong cuốn truyện Thám hiểm vùng đất mới. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện.
Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình và hôm nay mình sẽ review câu chuyện Găng tay siêu phàm được nằm trong cuốn truyện Khám hiểm vùng đất mới. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của... Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình và ngày hôm nay mình xin review cho các bạn một câu chuyện bản copy lập thể được nằm trong cuốn sách của Doraemon. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện và mong các bạn hãy luôn theo dõi và ủng hộ kênh của mình. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình và ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn một câu chuyện Xin chào người vũ trụ được nằm trong cuốn truyện của Doraemon. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện và mong các bạn hãy luôn theo dõi và ủng hộ kênh của mình. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình và ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn một câu chuyện Tên cướp thật, tên cướp giả được nằm trong cuốn truyện Chuyện kể hàng đêm. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện và mong các bạn luôn theo dõi và ủng hộ kênh của mình. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình và ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn một câu chuyện Cậu bé thích suy nghĩ và được nằm trong cuốn truyện Chuyện kể hàng đêm. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện và mong các bạn hãy luôn theo dõi và ủng hộ kênh của mình. Sóc sâu và sóc khôi là hai chú sóc con sinh đôi. Chú được sinh ra vào đầu mùa xuân, trải qua mùa hè nóng nực, bây giờ chúng đang háo hức mong chờ mùa thu tới. Sóc con nghe mẹ nói rằng khi nào lá cây rụng xuống, tức là mùa thu đã tới. Sóc ngân và sóc khôi hy vọng mùa thu sẽ tới thật nhanh. Một buổi chiều nọ, hai sóc con đang chơi trên một cây bạch dương thì một chiếc lá bạch dương rụng xuống, rơi trúng vào đầu của sóc ngân, khiến nó giật nảy cả mình. Sóc khôi vui mừng, vỗ tay và hát, lá cây rơi rơi, mùa thu đến rồi. Chúng lập tức báo cho mẹ biết, sóc mẹ cười nói, mùa thu còn lâu mới tới, chiếc lá này tự rụng xuống đấy. Chắc là do một chú chim nào đó đã đụng vào cành thôi.
Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn một câu chuyện Bí quyết của Ba Lách. Và câu chuyện được nằm trong cuốn sách Chuyện kể hàng đêm. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Và mong các bạn hãy luôn theo dõi và ủng hộ kênh của mình. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn một câu chuyện Bá Nha Học Đàn. Câu chuyện Bá Nha Học Đàn được nằm trong cuốn sách Chuyện Kể Hàng Đêm. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện và mong các bạn hãy luôn theo dõi và ủng hộ kênh của mình. Một thời gian trôi qua, một hôm Sóc Ngân và Sóc Khôi đi thăm chú đuôi to của mình. Chú đuôi to sống ở một cây lê chua gần đó. Chú đuôi to đang buông cái đuôi sồ của mình ra và chăm chú cất những quả thông khô vào trong hốc cây. Sóc Ngân và Sóc Khôi nói, chú ơi, chú đang làm gì đấy? Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn một câu chuyện khó và dễ được nằm trong cuốn sách Chuyện Kể Hàng Đêm. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Nào. À, cái loại gì xanh xanh hình con lợn đó chị? Bao nhiêu đấy? Em lại đang bán 65 thôi. À thế á? Ừ, cái loại màu xanh xanh đó chị. Tại vì là ừ, màu xanh xanh mà. Thì không thì chị cứ lấy cho em cái loại hồng hồng cũng được. Cái loại 70 ấy. Ừ. Vâng. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn một câu chuyện Mai Lan Phương Luyện Nhãn Lực được nằm trong câu chuyện Chuyện Kể Hàng Đêm. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện và mong các bạn hãy luôn theo dõi và ủng hộ kênh của mình. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn một câu chuyện Anh Em Hồ Lô được nằm trong cuốn sách Chuyện Kể Hàng Đêm. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện và mong các bạn luôn theo dõi và ủng hộ kênh của mình.